Thưa quý vị, sáng nay tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm, tặng quà và cùng chung vui với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương tại chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi động viên các gia đình chính sách và hộ nghèo, gia đình có công và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta là sẻ chia, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Đảng và Nhà nước và các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng mọi người dân huyện Thanh Chương nói riêng, ở Nghệ An nói chung, nhất là các hộ gia đình đang khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An chăm lo hơn cho người dân. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đoàn kết một lòng, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Sau khi trao quà Tết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã cùng tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thủy. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Chuyến thăm tặng quà động viên của Chủ tịch nước dịp Tết cổ truyền tạo động lực lớn cho lực lượng bộ đội biên phòng nói chung, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy nói riêng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovich Zelensky và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo. Tại cuộc gặp với nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwab, hai bên đã trao đổi về những chủ đề lớn của hội nghị, những thách thức hiện nay, các xu thế phát triển mới và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF. Đánh giá cao chủ đề tái thiết lòng tin, Thủ tướng cảm ơn diễn đàn và giáo sư Schwab đã hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, đánh giá cao sự giúp đỡ của WEF trong trao đổi, tư vấn, xây dựng chính sách, kết nối với các doanh nghiệp thành viên WEF, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam. Đánh giá cao những phát biểu và chia sẻ trong đối thoại của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giáo sư Klaus Schwab cho rằng sự tham dự và những chia sẻ sâu sắc, tầm nhìn định hướng chiến lược của Thủ tướng mang đến những thông điệp, giải pháp quan trọng, ứng phó với các thách thức, khôi phục niềm tin toàn cầu. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, là một nền kinh tế đang cải cách mạnh mẽ, tập trung vào các ngành công nghệ cao, chế tạo, thúc đẩy phát triển xanh, sẽ sớm trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa bộ ngành địa phương Việt Nam với WEF. Gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo, hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ hai nước trong việc triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện quan hệ hai nước, trong đó trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân là nền tảng vững chắc để làm quan hệ hai nước mạnh mẽ hơn, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, tích cực xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp giải trí, văn hóa và thời trang. Hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có việc không đe dọa hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tất cả tranh chấp, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Han Duk-soo truyền lời mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Hàn Quốc. Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine. Trước tình hình hiện nay, để duy trì đà quan hệ, hai bên nhất trí phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm các giải pháp để khôi phục trao đổi thương mại về những mặt hàng hai bên có thế mạnh. Thủ tướng khẳng định
lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tạo điều kiện để các bên liên quan đàm phán, thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân. Tổng thống Ukraine đánh giá cao lập trường của Việt Nam, cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Thủ tướng cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine. Mong chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân Việt Nam đang tiếp tục sinh sống, làm việc và hoạt động tại Ukraine. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo, hai thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại nhau, vui mừng nhận thấy trong năm qua quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có, khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVPA, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, gắn văn hóa với du lịch. Bỉ hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh. Thủ tướng Alexander De Croo khẳng định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên, chia sẻ sự quan tâm và sẽ thúc đẩy sớm thông qua EVPA. Hai thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Thủ tướng đề nghị Bỉ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Nhân chuyến công du tham dự hội nghị WEF Davos năm 2024, chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực về công nghệ, thương mại điện tử, tài chính và du lịch. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Tiếp ông Ryan McInerney, Giám đốc điều hành tập đoàn Visa, tập đoàn hàng đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số của Hoa Kỳ, với doanh thu năm 2023 đạt 32,6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Visa dành cho Việt Nam cũng như chiến lược hợp tác đầu tư lâu dài của Visa tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và hoan nghênh Visa tiếp tục đầu tư, tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam. Trong đó có việc hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng chiến lược tài chính toàn diện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển hệ thống tài chính ổn định, bền vững, đa dạng về loại hình, lớn mạnh về quy mô, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị Visa triển khai các giải pháp mang tính công nghệ cao để người dân ở nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam có thể tiếp cận được với các dịch vụ tài chính, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp ông Michael Punke, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của tập đoàn Amazon Web Services AWS, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Amazon tiếp tục hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn bán hàng cho các đối tác tiềm năng của Việt Nam trên nền tảng Amazon, tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, giúp Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, khắc phục hạn chế để đạt các mục tiêu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NEC để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu Việt trên sàn điện tử của Amazon. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Michael Punke cho biết Amazon mong muốn tham gia cùng chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách ưu tiên sử dụng điện toán đám mây, đề nghị chính phủ Việt Nam có chính sách thông thoáng hơn, khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số và dịch vụ mới như trung tâm dữ liệu điện toán đám mây và hỗ trợ các luồng dữ liệu xuyên biên giới. Tiếp bà Jen Shen, Giám đốc điều hành tập đoàn Trip.com, tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến đa quốc gia với hơn 45.000 nhân viên và 400 triệu người dùng trên toàn thế giới. Doanh thu năm 2023 đạt 5,53 tỷ đô la Mỹ, đang muốn tìm cơ hội đầu tư, tham gia và mở rộng thị trường du lịch tại Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị tập đoàn ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia vào mạng lưới của mình để tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn cầu, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường du lịch tại Việt Nam, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại để đem đến các sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp trong kỳ họp bất thường lần thứ 5 cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án luật tại 7 phiên họp. Chính phủ đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề để hoàn thiện dự án luật. Dự thảo luật đã được lấy ý kiến nhân dân. Quá trình hoàn thiện dự thảo luật đã có sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức, chuyên gia. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan thẩm tra, soạn thảo và các cơ quan tổ chức liên quan nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận cụ thể về kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và góp ý trực tiếp vào dự thảo luật. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và hai dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thăm hỏi, chia vui dịp Tết đến xuân về với các hộ nghèo và già làng, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đưng Cờ Nớ, đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn các hộ nghèo tiếp tục phấn đấu hơn nữa để cố gắng thoát nghèo, sớm có cuộc sống ổn định. Các già làng, người có uy tín tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động, tuyên truyền cùng bà con nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ổn định chính trị địa phương. Đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo và 8 già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đưng Cờ Nớ, cùng 18 gia đình chính sách tại huyện Lạc Dương. Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã trao 300 phần quà tặng công nhân, người lao động của công ty, động viên công nhân, người lao động công ty tiếp tục nỗ lực trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tự hào với nghề làm xanh, sạch, đẹp, sáng hơn cho thành phố. Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho hai gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ngày hôm nay, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc triển khai đề án là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần hành động của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Hòa Bình cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tăng cường phát triển văn hóa đối ngoại, tiếp tục phát huy giá trị hai di sản văn hóa lớn là Mo Mường và nền văn hóa Hòa Bình để nghiên cứu, lập hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đó là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài. Sáng nay ngày 17 tháng 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. 2023 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng đối với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.
diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững. Cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, khoảng 1,83 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương. Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35% dân số, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Hoan nghênh các kết quả của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành bảo hiểm xã hội cần chủ động nắm bắt những vướng mắc phát sinh khi thực hiện chính sách pháp luật để có giải pháp kịp thời hiệu quả, hoàn thiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua việc xây dựng dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã biểu dương các lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, phòng chống hàng giả, hàng nhái. Nhiều chuyên án được phá, nhất là chuyên án về ma túy. Phó Thủ tướng lưu ý, hiện tội phạm công nghệ cao ngày càng khó phòng chống tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều loại hình tội phạm có tính chất man dợ, thủ đoạn khó lường và những vụ việc mà chúng ta ngăn được là chưa lớn, phát sinh nhiều hệ lụy, cuộc sống của nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2024, chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn, kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm. Vì thế, các cơ quan cần ra soát, đề xuất điều chỉnh thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa kết hợp với tuyên truyền, hạn chế lôi kéo vi phạm pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, các lực lượng chức năng cần biết giữ mình, kịp thời ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra. Kết quả năm 2023, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện bắt giữ xử lý khoảng 145.000 vụ vi phạm. Trong đó, các đơn vị địa phương phát hiện bắt giữ 11.499 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 129.713 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 5.464 vụ sản xuất mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng. Riêng hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 48% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng thu nộp ngân sách nhà nước trên 14.000 tỷ đồng, khởi tố hình sự 616 vụ với 724 đối tượng. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bộ ban ngành đã cùng tham dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch thì đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk sẽ trở thành địa phương có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối, sáng tạo, là điểm đến yêu thích và đáng sống. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch. Thành phố Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế vào năm 2030. Một số chỉ tiêu đề ra trong quy hoạch như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm thời kỳ 2021-2030 là 11% mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm từ 1,5% đến 2%. Đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Nền kinh tế phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn. Thành phố Buôn Ma Thuột là thành phố cà phê thế giới, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp quốc tế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá Đắk Lắk có vị trí đặc biệt quan trọng, giàu tiềm năng, có bản sắc văn hóa đa dạng. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk là một bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị với mục tiêu đưa ra các giải pháp đột phá để xây dựng hệ thống metro nhanh nhất cho hai thành phố với mức chi phí hợp lý.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, cùng với xu thế phát triển, giao thông công cộng ngày càng có vai trò quan trọng, nhất là đối với các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị được coi là trục xương sống của mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, quá trình triển khai đường sắt đô thị còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nghiêm túc nghiên cứu các giải pháp, hoàn thiện cơ chế chính sách. Cho ý kiến tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng cho rằng định hướng hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 với quy hoạch phê duyệt khoảng 200 km mỗi thành phố là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chỉ khả thi nếu được thực hiện với tư duy mới đột phá và một khung khổ pháp lý dành riêng cho Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các quy định vượt trội về quy hoạch đất đai, đầu tư tài chính, xây dựng giao thông, doanh nghiệp, tiêu chuẩn, quy chuẩn, cũng như tiệm cận với cơ chế phổ biến của các nước đã phát triển thành công hệ thống đường sắt đô thị TOD. Thưa quý vị, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong tháng 12 năm 2023, thế giới đã ghi nhận 10.000 ca tử vong do COVID-19. Hiện nay, điều kiện thời tiết ở miền Bắc thuận lợi cho việc lây lan dịch bệnh qua đường hô hấp. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus, chủ động phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc về chương trình thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các đơn vị liên quan về chương trình bay trước trả sau. Đây là chương trình đầy ý nghĩa với mong muốn góp phần cung cấp cho đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện thuận lợi lựa chọn di chuyển bằng phương tiện máy bay về quê đón Tết Nguyên đán năm 2024. Đoàn viên, người lao động sẽ được đặt vé máy bay hãng hàng không Vietjet với giá ưu đãi, cùng quyền lợi thanh toán chậm 100% với lãi suất 0% nếu chọn sản phẩm bay trước trả sau. Đoàn viên có thể dễ dàng đặt vé máy bay và nhận hỗ trợ thanh toán trả góp trực tuyến chỉ trong vòng 3 phút. Chính sách hỗ trợ trả góp trong thời gian lên đến 6 tháng giúp đoàn viên, người lao động không gặp áp lực tài chính khi có nhu cầu di chuyển bằng máy bay vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu thuộc chuỗi chương trình Tết Sum Vầy 2024 mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tổ chức công đoàn các cấp triển khai thực hiện nhằm đem lại một cái Tết cổ truyền đầy đủ, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động. Thông tin từ Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, bà con nông dân và tiểu thương kinh doanh hoa sẽ được miễn toàn bộ chi phí thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ hoa Tết năm 2024. Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chợ hoa Tết từ ngày 25 tháng 1, tức ngày 15 tháng Chạp, kéo dài đến ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, tại quảng trường trung tâm 586, quận Cái Răng. Ngành chức năng đã chuẩn bị mặt hàng diện tích khoảng 5 hectare, thuận lợi cả đường bộ, đường Nam Sông Hậu và đường thủy cặp Sông Hậu để tạo thuận lợi cho bà con trong việc vận chuyển, kinh doanh hoa Tết. Đồng thời, nông dân hoặc tiểu thương trong và ngoài Cần Thơ có nhu cầu kinh doanh tại chợ hoa Tết năm 2024 sẽ được miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có địa điểm kinh doanh thuận lợi, tiết kiệm chi phí, đón năm mới sung túc hơn. Đây được xem là hoạt động hỗ trợ việc kinh doanh cho bà con, tạo địa điểm vui chơi, du xuân đón Tết cho người dân và du khách khi đến với Cần Thơ. Cũng tại quảng trường trung tâm 586 sẽ được trồng thêm các loại cây cảnh nghệ thuật, bố trí tượng thú để phục vụ người dân chào đón năm mới Giáp Thìn. Hiện Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh vận động nông dân đến kinh doanh tại chợ hoa Tết năm 2024. Thưa quý vị, năm 2024, xuất khẩu sẽ tiếp tục được coi là một trong các chân kiềng quan trọng đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Dù một số chỉ tiêu xuất khẩu năm 2023 lỗi hẹn với kế hoạch đã đặt ra, song vẫn có những điểm sáng tích cực cùng mức xuất siêu kỷ lục. Điều này cho thấy tiềm lực xuất khẩu lớn, sức chống chịu của doanh nghiệp luôn được củng cố. Đơn hàng xuất khẩu đang dần phục hồi kể từ quý 4 2023 là một trong những yếu tố để các doanh nghiệp xuất khẩu tin tưởng bức tranh thị trường 2024 sẽ khởi sắc hơn.
Với ngành thép, dự báo năm 2024, lượng sản xuất và tiêu thụ thép có thể đạt 29 triệu tấn và 21,67 triệu tấn, lần lượt tăng 6,7% và 7,4% so với năm 2023. Hy vọng rằng năm 2024, thì với những cái chương trình đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn của chính phủ, chính sách về bất động sản, thị trường tài chính và giảm hỗ trợ lãi suất và đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư công, thì cái nhu cầu thép sẽ có dự báo sẽ được có cái tăng trưởng. Theo dự báo chúng tôi, năm 2024 thì ngành thép có thể tăng trưởng khoảng 10%. Kết thúc năm 2023, xuất khẩu đạt 355,5 tỷ đô la Mỹ, mức giảm thu hẹp từ 11,8% còn 4,4% so với năm 2022. Đặc biệt có tới 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất siêu của chúng ta vẫn duy trì và thậm chí là đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, khi mà đạt đến con số là gần 28 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là chúng ta cũng thấy có một số mặt hàng, đặc biệt là cái nhóm hàng nông sản, đã có cái sự bứt phá rất là ngoạn mục. Và những cái mặt hàng ví dụ như là gạo thì chúng ta cũng đạt cái kim ngạch xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay. Cái sản phẩm trái cây và cụ thể là trái sầu riêng thì đạt được cái kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ, cũng là một cái sự tăng trưởng đột biến. Để đạt được mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng khoảng 6% so với năm 2023, việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA sẽ đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, cần tăng cường khai thác các thị trường lân cận còn tiềm năng, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Thưa quý vị, thiên tai năm 2023 diễn ra không quá dồn dập nhưng vẫn có nhiều điểm bất thường gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Thiệt hại về người và tài sản đều giảm so với năm trước. Kết quả này cho thấy công tác phòng chống thiên tai đã có những bước tiến mới. Đó là nhờ có sự chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa với tất cả các giải pháp được triển khai. Và điều này tiếp tục được Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đặt ra trong năm 2024. Năm 2023, thiên tai xảy ra cực đoan với 1.145 trận với 21 trên 22 loại hình. Tuy nhiên, thiệt hại về người và tài sản đều giảm so với năm trước. Nhiệm vụ trọng tâm được Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đặt ra trong năm 2024 đó là triển khai từ sớm từ xa các giải pháp để góp phần giảm thiểu thiệt hại, trước mắt là ứng phó với khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng đầu tiên của năm mới. Đặc biệt, hiện tượng sụt lún do hạn hán hay ngập lụt đô thị cũng sẽ cần quan tâm ứng phó. Để làm được điều này thì công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, đặc biệt là các em học sinh, trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai. Bên cạnh đó là công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều cũng cần thực hiện đồng bộ. Các nhiệm vụ đều phải thực hiện trên tinh thần cảnh báo sớm, hành động sớm, góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai. Năm 2023, huyện Tây Giang thực hiện sắp xếp di dời 207 hộ dân đến những bản làng tập trung, nâng tổng số lên 410 hộ trong 3 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư và hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới là gần 32 tỷ đồng. Huyện Tây Giang hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, vùng đặc biệt khó khăn, ở rừng phòng hộ và hộ thuộc diện chỉnh trang tại chỗ theo hình thức tập trung hoặc xen ghép. Mỗi hộ được cấp diện tích tối thiểu 150m2, xây nhà theo hình thức ba cứng. Kinh phí hỗ trợ chuyển nhà là 20 triệu đồng, vật liệu làm nhà mới là 40 triệu đồng, công trình vệ sinh 5 triệu đồng và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt 1,5 triệu đồng. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ đầu tư san lấp nền nhà, đấu nối đường dây điện đến từng hộ và triển khai xây dựng hạ tầng dân sinh. Đến nay, huyện Tây Giang đã xây dựng 117 khu dân cư tại 63 thôn, góp phần ổn định cuộc sống cho hơn 4.600 hộ dân đến nơi ở mới an toàn. Hầu hết, các khu tái định cư đều thuận lợi trong sản xuất và có nhà sinh hoạt cộng đồng chung, gắn kết đồng bào, bảo tồn văn hóa tiêu biểu của miền núi.